Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến bài 18, vẫn là cái dạng bài các cái câu hỏi tu từ. Và mình sẽ cùng xem cụ thể xem trong cái bài này, cái phần câu hỏi tu từ nó được đặt ra như thế nào. Và chúng ta đi tìm cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong cái bài này nhé. Chúng ta nhớ là làm trước khi mà check cái đáp án và cái phần video mình chữa trong ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn cái phần câu hỏi. Ở đây là cái điều tác giả muốn nói đến nhất trong cái bài này là gì? Thì mình sẽ cùng phân tích nhé. 目の前の相手が悲しんでいるとき、その自分の感情を思い出していただきたい。思い出していただく là muốn mọi người hãy nhớ lại, đúng không? Muốn mọi người hãy nhớ lại giúp mình cái cảm xúc của bản thân khi mà cái đối phương hay là cái người mà đang đứng trước mặt mình đang rất là kanasinderu, là đang rất là đau khổ. Thì là tôi muốn là các bạn hãy nhớ ra hoặc là tưởng tượng lại cái cảm xúc của bản thân mình khi đó, đúng không? Dojo to ka kyoukan to ka chikara ni natte yaritai to itta kimochi ga okoru daro. Okoru daro đây là miêu tả cái cảm xúc của tác giả hay là cái suy nghĩ của tác giả. Là phải chăng là các bạn sẽ có, hoặc là okoru là nảy sinh ra một cái kimochi, một cái tâm trạng. Cái tâm trạng đấy như thế nào thì là tố ít tạ. Phải chăng là bạn sẽ phát sinh ra một cái tâm trạng được gọi là muốn chikara ni natte yaritai, là muốn được giúp sức này, hoặc là muốn được kiêu càng, là muốn được đồng cảm này, hoặc là dojo toka đây là cũng là đồng cảm, hoặc là muốn được chia sẻ cảm xúc. Mata hito ni shinsetsu ni shita toki ya okurimono o shita toki nado aite ga ureshi sou na hyoujou ya shigusa o shite yorokonde iru to wakareba jibun mo ureshiku naru daro. Lại thấy đà rồ ở đây thì vẫn tiếp tục giống như là cái đà rồ ở trên, là phải chăng là các bạn sẽ như thế, và miêu tả cái suy nghĩ của tác giả. Tiếp đến là mình thấy ở đây nó có cái từ ya và cộng với lại na độ, nên là mình sẽ hiểu A hoặc B rồi. Tiếp đến mình nhìn cái dấu phẩy tiếp theo là shite, shigusa đây là cái cử chỉ, cái hành động cử chỉ. Mình sẽ có các cái làm các cái hành động cử chỉ, hoặc là các cái hyojo là các cái biểu hiện về mặt cảm xúc, kiểu như là đối phương rất là vui vẻ này. Tiếp đến là yorokonde iru to wakareba. Vậy khi mà mình nhìn thấy wakareba ở đây là mình sẽ hiểu là cấu trúc ngữ pháp rồi. Nên là mình sẽ dịch từ cái cấu trúc ngữ pháp này dịch lên. Thì là mình sẽ hiểu là wakareba là nếu như mà chúng ta hiểu được, đúng không? Nếu như mà chúng ta hiểu được là đang vui. Ai đang vui thì nó chính là cái từ aite ga ở đây này, là cái chủ ngữ con ở đây này. Nếu như mà chúng ta hiểu được rằng là đối phương đang vui và thực hiện các cái cử chỉ hoặc là các cái biểu hiện cảm xúc mà có vẻ như là rất là vui vẻ, ví dụ như là na độ, ví dụ như là hito ni tai setsu ni shita toki, gọi là ví dụ như là khi mình thân thiết với đối phương này, hoặc là khi mà mình làm sao okurimono, đây là mình gửi các cái đồ tặng phẩm, đúng không, hay còn gọi là gửi đồ, gửi quà cho mọi người ấy. Thì jibun mo ureshiku naru daro, thì là phải chăng là bạn cũng sẽ vui phải không nào. Gọi là khi mà mình biết rằng là đối phương sẽ vui, đối phương có những cái hành động cử chỉ rồi biểu hiện cảm xúc rất là vui, ví dụ như là khi mà toki 1 và khi mà toki 2, đúng không, khi mà mình đối xử thân thiện với người khác, hoặc là khi mà mình gửi đồ, mình tặng người khác, thì na độ ở đây là vào những cái khi như vậy, vào những cái lúc toki như vậy, thì mình biết rằng là người khác sẽ vui, đối tượng sẽ vui, đối phương sẽ vui, có những cái cử chỉ rất là vui, thì là bản thân mình cũng sẽ rất là vui phải không nào, đúng không? Thì cái câu này nó khá là dài, nhưng mà mình chỉ cần phân tích theo cái cấu trúc ngữ pháp và theo từng cái dấu phẩy ở đây là có thể ra được cái ý của câu rất là mạch lạc. Tiếp đến này, kono yō ni shite aite no kanzō ga wakari, sore ni taishite kyōkan suru kimochi ga umareba, sore wa aite ni taishiru kōkanzō ni tsunagaru. Là wakari ở đây mình sẽ thấy thể kết lửng, nên là mình sẽ dịch đây nó thành một ý này. Khi mà hiểu được, đúng không? Wakari ở đây là hiểu được cái cảm xúc của đối phương kiểu như vậy. Tiếp đến là umareba, là nếu như mà mình có được cái tâm trạng đồng cảm đối với cái việc đó ấy, thì mình thấy cái từ
umare đề bà là cấu trúc ngữ pháp, là sư đề bà là nếu thế nọ, nếu thế kia, mà đằng trước ở đây nó là cái dạng kết lửng như thế này, thì cái sư đề bà đấy, cái cấu trúc ngữ pháp là sư đề bà đấy, nó sẽ đi kèm với cả cái động từ wakari này, và nó đi kèm với cả cái động từ umare đự này. Nên là mình sẽ hiểu là gì? Nếu như mà bạn hiểu được cái cảm giác, cảm xúc của người khác như vậy này, hoặc nếu như mà bạn có được cái tâm trạng đồng cảm đối với những cái điều đó này, thì nó sẽ dẫn tới chunagaru, thì nó sẽ dẫn tới những cái cảm giác rất là vui thích, hoặc là những cái cảm giác rất là yêu quý đối với đối phương. Đấy, thì tiếp đến là cái sore ở đây nó là cái gì? Thì cái điều đó nó sẽ dẫn tới cái cảm giác yêu thích, yêu quý tới đối phương, đúng không? Thì cái điều đó ở đây nó chính là cái cảm giác đồng cảm đấy, cái cảm xúc gọi là của đối phương như vậy đấy. Thì những cái điều, những cái cảm giác đấy, cảm xúc đấy nó sẽ kết nối đến cái cảm giác rất là yêu quý đối với đối phương. Daga yorokonderu no ka kanashinderu no ka sappari wakaranai hito no bae wa dou daro ka. Ở đây mình thấy cái từ đà gà là cái kết nối câu rồi, nên là tất cả những cái đoạn mà mình vừa đọc đấy, nó chỉ đang đưa ra một cái lời gợi ý, hoặc là đưa ra một cái chủ đề nào đấy thôi. Và mình hãy focus vào cái đà gà này để mà có thể hiểu được cái ý của cái đoạn văn, đúng không? Thì cái đà gà ở đây là mặc dù như vậy, mặc dù là mình hiểu được cái cảm xúc của đối phương thì mình sẽ cảm thấy yêu quý đối phương, rồi mình có được cái cảm giác đồng cảm thì mình sẽ có cái cảm giác rất là yêu quý đối với đối phương, đúng không? Tuy nhiên thì trong những cái trường hợp mà đối với những cái người mà mình hoàn toàn không biết là họ đang vui hay là họ đang đau khổ thì sẽ như thế nào đây? Thì đây chính là cái câu hỏi tu từ của trong cái bài này. Thì trong cái trường hợp mà mình không hề biết cái cảm xúc của đối phương, không hề biết cái cảm xúc của người ta thì sẽ như thế nào đây? Sono hito ni do setsu shite ii ka wakarazu kyoukan suru kimochi mo wakanai. Waku ở đây nó chính là nổi lên ấy. Cái chữ Hán của mình ở đây nó chính là cái từ nổi lên cái gì đó, thì nó viết cái chữ hiragana nên là mình sẽ hơi khó nhận biết một chút. Tiếp đến mình sẽ thấy là wakarazu, đúng không? Wakarazu ở đây nó bằng wakara này, cấu trúc ngữ pháp. Khi mà mình không hề biết là làm thế nào do setsu shite ii ka, có là không biết được là cần phải kết nối hoặc là tiếp xúc với lại cái người đó như thế nào, và mình cũng không hề có được cái tâm trạng đồng cảm đối với cái người đấy, thì nan tonaku keen shitaku naru no dewa nai daro ka. Thì phải chăng là dewa nai daro ka, đây là miêu tả cái suy nghĩ của tác giả đấy, thì phải chăng là bạn sẽ làm sao, bạn sẽ muốn gọi là tránh xa cái người đó, hay còn gọi là không muốn đến gần hoặc là xa lánh cái người đó, vì là mình không hề có cái cảm xúc kiêu căng và mình cũng không hề biết là cần phải kết nối với người ta như thế nào. Kai tokuni wakai serai wa kanzo o omoto ni tokuni wakai serai wa kanzo o omote ni arawasanai hito ni taishite wakaranai hito という hyouka o kurashi keien shigachi da. Đặc biệt là với những cái thế hệ trẻ ngày nay, đúng không? Với những cái người mà thế hệ trẻ thì là thường gachida. Ở đây mình thấy là ni tai ste là đối với cái nọ, đối với cái kia, nhưng mà mình nên nhìn xuống đằng cuối câu đầu tiên là với những cái thế hệ trẻ thì gachida là thường hay xa lánh và đánh giá rằng là cái người đấy là cái người rất là khó hiểu. Đánh giá ai thì nó sẽ là ni tai ste, là đặc biệt với những cái người trẻ thì rất là thường hay đánh giá những cái người mà không thể hiện cái cảm xúc ra bên ngoài rằng là họ là những cái người rất là khó hiểu. Sono tame hito to hanasu toki ni zubun no kanzou o umaku arawasenai zo arawasenai sounen souzo wa sono tame hito to hanasu toki ni zubun no kanzou o umaku arawasanai sono tame hito to hanasu toki ni zubun no kanzou o umaku arawasenai sounen souzo wa classmate tachi kara nakama hazure ni sare yasuku toki ni wa ijimerarekko ni natta ri mo suru. Ở đây mình thấy nhìn vào các cái dấu phẩy này,
Chính vì vậy cho nên này, xong là đấy là xô nên xô rộ quá. Vậy chủ ngữ của mình nó là cái cụm này, tất cả cái cụm này nó đều là chủ ngữ hết này. Thì mình sẽ dịch cái cụm chủ ngữ trước nhá. Chính vì vậy cho nên mà những cái người thanh thiếu niên hoặc là những cái bạn thanh thiếu niên mà umaku arawase này là không thể nào, thể này là khả năng mà không thể nào hiển thể hiện ra một cách rất là umaku, không thể nào thể hiện ra được một cách rất là trôi chảy hoặc là rất là tốt cái cảm xúc của bản thân khi mà nói chuyện với người khác ấy. Thì đối với những cái người như vậy, đối với những cái thanh thiếu niên như vậy thì sao? Thì đến cái đoạn kết lửng ở đây này, mình thấy là sareyasuku là dạng kết lửng nên là mình cũng có thể ngắt ý ở đây là một câu. Vậy là những cái người thanh thiếu niên như vậy thì sẽ dễ dàng bị, đúng không? Ní sareru ở đây là bị này. Những cái người thanh thiếu niên như vậy thì dễ dàng bị hazure, là bị tách khỏi những cái người bạn từ những cái bởi những cái người bạn cùng lớp, có nghĩa là sẽ không thể nào kết thân được với những cái người bạn cùng lớp. Và đôi lúc thì làm sao? Đôi lúc thì cũng natarimosuru, là đôi lúc cũng sẽ trở thành những cái đứa trẻ mà bị izume rareru, là bị hắt hủi, hay còn gọi là bị trêu chọc, đúng không ạ? Kanzo o umaku omote ni arawasenai hito wa tai nin kanke ga waruku nari yasui no daru. Như vậy có nghĩa rằng là, đúng không, khi mà có cái từ no des ở cuối câu ấy thì thường nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, là một là sẽ để giải thích lý do, hai là sẽ là liên kết câu trước với câu sau và để giải thích cho câu đằng trước. Thì mình sẽ hiểu ở đây là chủ ngữ này, chủ ngữ thì là với những cái người hoặc là những cái đứa trẻ đấy mà không thể nào mà diễn tả được ra bên ngoài được cái tâm trạng của mình, hoặc là không thể nào diễn đạt được một cách trôi chảy hoặc là suôn sẻ ra bên ngoài cái cảm xúc của mình ấy, thì sẽ dễ có cái mối quan hệ tai ninh căng kề. Đây là cái mối quan hệ giữa người với người, hay là cái mối quan hệ giữa mọi người với nhau ấy, thì nó sẽ waruku nari yasu, thì là sẽ dễ là bị trở nên không tốt đẹp hay là trở nên xấu đi. No de aru, bởi vậy cho nên là như vậy, đúng không? Thì no desu ở đây nó chính là cái lý do và cái lời biện luận của tác giả. Có những cái đứa trẻ mà không thể hiện được tốt cái cảm xúc của mình thì cũng sẽ bị tách rời khỏi bạn bè, cũng sẽ bị gọi là bắt nạt. Thì tương tự như vậy, với những cái người mà không thể hiện ra bên ngoài được cái cảm xúc của mình ấy, thì cái mối quan hệ giữa người với người nó cũng không thể nào mà sẽ dễ gọi là không tốt đẹp, hoặc là nó trở nên xấu đi. Thì với cái bài này, cái câu hỏi tư tưởng của mình được thể hiện ra ở đây, đó là nếu như mà trong trường hợp với những người mà mình không hề biết là người ta buồn hay người ta vui thì là nó sẽ như thế nào, thì là bằng một cái cách nào đấy nantonaku là mình sẽ có một cái cảm giác là mình sẽ muốn xa lánh họ, đúng không? Đặc biệt là những cái người trẻ bây giờ, là trẻ con, những cái đứa trẻ thì là thanh thiếu niên mà không thể hiện được tốt cái cảm xúc của mình thì cũng sẽ bị tách rời khỏi bạn bè và cũng sẽ bị izime ra đây thôi, bị xa lánh thôi. Thì tương tự như vậy, với những cái người mà không thể hiện được ra bên ngoài cái cảm xúc của mình một cách rất là umaku thì cũng thì cái mối quan hệ của họ nó cũng không chuẩn, thì cái mối quan hệ giữa người với người của họ cũng không được tốt. Thì trong cái câu hỏi tư tưởng ở đây mình sẽ trả lời như thế nào? Là với những cái người mà không biết được là khi nào vui, khi nào buồn ấy thì làm sao? Hay còn gọi là không thể nào thể hiện ra được cái cảm xúc của mình là mình vui hay là mình buồn, không ưa mắc cự chia tay được ấy, thì là cái mối quan hệ của họ sẽ trở nên xấu đi thôi. Thì nó chính là cái đáp án của cái bài này. Thì bây giờ mình sẽ tìm cái phần và thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc câu hỏi để loại dần nhá. Câu 1 là aite no kanzo ga wakaranai hito wa nakama hazureta ni saretari izimeraretari suru. Cái chủ ngữ của mình ở đây mình sẽ dịch là cái người mà không biết được cái cảm xúc của đối phương ấy thì nó đang bị sai nhá. Ở đây nó là gì, là những cái người mà umaku omote ni arawasena hito ấy, là những cái người mà không thể nào mà thể hiện được một cách rất là suôn sẻ cái cảm xúc của mình khi mà nói chuyện với người khác thì mới bị hắt hủi, thì mới bị nakama hazure, chứ không phải là cái người mà không hiểu được cái cảm xúc của đối phương thì là sẽ bị như thế. Tiếp đến là cái gì, cái số 2 đây là jibun no kanzo o aite ni taishite
上手に出していけば良い人間関係を作りやすい thì nó chính là cái đáp án của cái bài này, là nếu như mà mình thể hiện một cách rất là do dự, một cách rất là tốt cái cảm xúc của mình đối với đối phương thì là mình sẽ dễ dàng tạo ra được cái mối quan hệ tốt với con người, thì nó chính là tai jin kan kê này này. Và khi mà mình thể hiện được tốt, mình ư mắc cự arawase được cái kanjo của mình ra bên ngoài thì là mình sẽ có thể tạo được cái mối quan hệ đấy, nên đáp án của mình là 2. Câu 3 là gì? Meno mai ni iru hito ga zibun no kimochi ni kyoukan shite kurenai to sono hito to no kanke ga waruku naru. Khi mà mình không được, đúng không? Kureru ở đây là mình nhận được cái gì đó từ ai. Khi mà mình không nhận được cái sự đồng cảm với cái cảm xúc của bản thân. Tiếp đến là cái chủ ngữ ở đây là gì? Những cái người đang ở trước mặt mình hay là cái người đối diện với mình lại không đồng cảm với cái cảm xúc của bản thân ấy, thì cái mối quan hệ của mình với cái người đó sẽ trở nên xấu đi. Thì cái phần gạch chân này của mình nó cũng không hề nói tới ở trong bài. Không phải là cái người đối diện đấy không đồng cảm với mình, mà là người ta đang muốn nói đến cái việc là thể hiện cảm xúc cơ, chứ không phải là cái việc này, nên đáp án câu số 3 cũng sai này. Câu 4 là gì? Kanjo o omote ni dasanai hito yori hyo ni dasu hito no hou ga ningen kanke de mondai ga okuri yasui. Thì ở đây mình thấy là yori cộng với hô gá này, người ta đang so sánh là những cái người mà thể hiện ra bên ngoài thì sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề hơn trong cái mối quan hệ giữa con người với con người, hơn là những cái người mà không thể nào thể hiện ra bên ngoài cái cảm xúc của mình, thì nó đang bị ngược, đúng không? Nó đang bị ngược. Cái từ yori này nó phải là hô gá thì nó mới đúng này. Là những cái người mà không thể hiện được cái cảm xúc của mình thì mới dễ bị phát sinh vấn đề. Thì khi mà nhìn vào cái bài này, mình nhìn lại một lần nữa là cái câu hỏi tu từ nó được thể hiện ở đây, và mình đi tìm xem là cái câu hỏi tu từ này trả lời là gì, thì là nó chính là đáp án. Cái câu hỏi tu từ của mình ở đây là đối với những cái người mà hoàn toàn không biết được là đang vui hay đang buồn ấy, thì sẽ như thế nào? Thì cái đoạn ở bên dưới này này, cái đoạn mà người ta nói về cái việc là những cái thanh thiếu niên này, rồi bị izime rare này, rồi bị nakama hazure này, nó chỉ là cái ví dụ để nói về cái mối quan hệ giữa con người với con người thôi. Và trong cái câu hỏi tu từ này, người ta cũng nêu ra cái chủ đề hay là cái chủ ngữ của mình là hito, nên là mình sẽ tìm cái câu nào mà để trả lời cho cái câu đấy, và nó có cái đối tượng là hito. Còn cái đoạn mà sonotame này này, thì cái đối tượng của mình nó là sonen sozo, nên là cái đoạn mà izime rare rồi nakama hazure ở trong cái câu số 3 ở đây này, ở trong cái câu số 1 ở đây này, là nó cũng không có đúng. Và mình sẽ thấy rằng là đáp án nó nằm ở cái câu cuối cùng. Và mình phân tích cái đáp án nó là cái số 2, giống như là mình vừa trao đổi. Thì video của mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo.